trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đại lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại đến phần thứ 3 là phần cuối của chương trình tử vi số mệnh ngày hôm nay. Chương trình được phát hành vào mỗi thứ 6 từ 2 giờ PM đến 2 giờ 45 PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về trần gian là cõi tạm. Hẳn nhiên chúng ta hiểu rằng là chúng ta có một cái đời sống, chúng ta có một sinh hoạt, ai cũng hiểu rằng là trần gian là cõi tạm hết. Tuy nhiên trong chương trình chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, muốn nhắc nhở cùng quý vị sự tỉnh thức của trần gian là cõi tạm. Chúng ta có một cái cuộc sống đầy những cam go để mà chúng ta chiến đấu thành tựu với sự nghiệp của cuộc đời của mình. Tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta có một cái cuộc sống chỉ là một cõi tạm mà thôi. Tất cả mọi người chúng ta đều phải ra đi. Và kính thưa quý vị, như tôi đã trình bày rồi thì trong tuần qua thì tôi có một số khách đặt những câu hỏi trong lá số tử vi. Thì sự trùng hợp ngẫu nhiên là tới 7-8 người đều hỏi tôi cái câu là ông thầy xem cho tôi cái số tử vi của tôi chết lúc nào để tôi mua life insurance. Và kính thưa quý vị, đây là một cái sự ngẫu nhiên thôi, nhưng mà điều này cho chúng ta thấy chứng tỏ rằng là cái nhu cầu, cái nhịp sống của chúng ta cho những người lớn tuổi đến lúc người ta nghĩ đến vấn đề mà mua life insurance cho con cháu của mình. Đây là một cái sự gọi là thương yêu của gia đình cha mẹ, cho nên vấn đề mà mua life insurance là một điều rất là tốt để mà chúng ta có những cái sự hậu thuẫn cho con cái sau này. Chúng ta bổ trợ về tinh thần nhưng mà chúng ta cũng có tí xíu vật chất để mà để lại cho con cháu trước khi chúng ta ra đi. Kính thưa quý vị, trong cái phần thứ ba này chúng tôi bàn về đến cái sự chết. Sự chết là bởi vì tất cả chúng ta đều phải chết. Ở trong cái lá số tử vi của chúng ta thì người ta có cái mệnh và thân. Mệnh tức là cái mệnh tâm của mình, tức là tâm, và cái thân của mình tức là cái thân xác của mình. Như vậy là chúng ta có hai phần để chết, một là cái mệnh tâm của chúng ta chết, và thứ hai là chúng ta có chết về thân xác. Chết về mệnh tâm của mình là những người mà chết về bệnh tật, những người về cái tư duy của mình chết, những người về mất hồn chết, rồi bệnh chết, rồi cái tư tưởng không còn lành mạnh nữa mà chết, hoặc là cái đầu óc nó sai rồi mình sinh hoạt sai xong rồi từ đó sinh ra bệnh mà chết, hoặc là bệnh cancer, những cái bệnh mà nghiệp gọi là chết về cái mệnh của mình. Nhưng có những người là chết bởi cái thân xác của mình, tức là lái xe, cái thân xác của mình, cái xác của mình lái xe, cái sự sinh hoạt của mình nó không có được nhẹ nhàng và an toàn, cho nên là đụng xe rồi có khi té ngẩy gãy xương, rồi nằm vết thương, rồi có khi là chúng ta lại liều lĩnh làm công việc gì đó rồi chúng ta gặp cái tai họa, thì đó là cái chết về thân. Chết về mệnh và thân là hai cái lý do để chúng ta đi đến sự chết. Tuy nhiên mà như chúng ta nói về life insurance, đó là những người chết về thân rất là nhiều, tức là những người bị tai ương, tai nạn bất ngờ mà chết, đó là chết vì cái thân xác của mình nó bị hủy hoại. Nhưng lúc đó cái đầu óc, cái thần kinh, cái tư tưởng, cái trí tuệ mình còn rất là mạnh, mà cái xác chết nên phải ra đi là như vậy. Đó là những người cẩn trọng cần phải mua life insurance là như thế. Và có những người mà cái thân xác còn rất là khỏe mạnh nhưng mà cái đầu óc đã chết mất rồi, tức là nói năng không hiểu gì cả, làm tầm bậy tầm bạ rồi đi xuống rồi té rồi chết, là do cái tâm mình không vững. Trong cái kỹ thuật của la xem đó số tử vi, người thầy có thể phân định được chết bởi mệnh hay là chết bởi thân. Chết bởi thân thì thường vướng vào những cái thiên mã ngộ hình không kiếp, đó là cái chết bởi thân. Còn chết bởi mệnh là do cái màng của mình, cái ngũ hành nạp âm, cái bệnh tật của mình và cái nghiệp chướng của mình, chết bởi mệnh là như thế. Kính thưa quý vị, có một số người gọi vào cho tôi thì complain rằng là sau chương trình tử vi số mệnh chúng tôi gọi vào có khi phải 2 tháng mà không gặp được, thì quý vị xin quý vị thông cảm dùm, là mỗi lần như thế là chúng ta rất số người gọi vào rất là đông, nhưng mà có khi nó cái sự bất thường đó. Có những người gọi vào được một lần nhưng mà có những người gọi 2 tháng mà không được, cho nên chúng tôi xin lỗi quý vị về vấn đề này. Tuy nhiên quý vị nếu thật sự mà muốn tìm đến tôi thì số cell phone của tôi là 714-510-5451, 714-510-5451. Quý vị chỉ cần gọi điện thoại, tôi sẵn sàng trả lời hoàn toàn miễn phí cho quý vị về những câu hỏi tử vi
Ngoài ra nếu quý vị cần tham khảo thêm những chương trình mà quý vị đã không theo kịp, quý vị có thể vào YouTube littlesaigontv.net, quý vị có thể xem qua YouTube chương trình của tôi ở trên số mạng là như vậy. Chương trình của chúng ta, kính thưa quý vị, Trần Giang là cõi tạm, nhất định quý vị nghe xong cái chương trình Trần Giang và cõi tạm, chúng ta vẫn chiến đấu, vẫn lo cuộc sống đầy những cái thử thách và tương lai của chúng ta. Nhưng lần này sau khi nghe chương trình, con người của chúng ta không còn bị cái bức xúc, không còn cái lo lắng triệt để nữa. Chúng ta vẫn làm việc, nhưng làm việc trong cái sự an nhiên, tự tại và thoải mái, bởi vì chúng ta đã hiểu rằng là Trần Gian là cõi tạm. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, tôi nghe đây ạ. Xin cho biết năm tháng ngày già sanh ạ. Dạ. Sanh ngày 10 tháng 8 1976. Tháng 8 1976 rồi. Lúc 11 giờ 15 phút mà. 11 giờ 15 phút sáng hay chiều vậy? Dạ sáng ạ. 11 giờ 15 phút sáng như vậy, 11 giờ 15 phút sáng cô vẫn có thể sinh vào giờ Tỵ. Lắng nghe đây, người nữ sinh vào ngày 10 tháng 8 năm 1976 và lúc 1976 hay 86? Dạ 76. Và lúc giờ Tỵ mệnh của cô như sau. Mệnh người nữ này có sao Dương Lương đó, sư Dương Lương là người đàn người nữ này đó, tức là cái con người cái tư tưởng Dương Lương nó sáng sủa, nó làm việc nó cũng rõ ràng, đào hoa chiếu màn nữa, cho nên rất là nhiều người thích mình, rất người yêu thương mình nha. Nhưng mà cuộc đời này chỉ có cái phàm là con người nhìn vào thì rất là sáng sủa, rất là hay, rất là nhiều người yêu thương thích, nhưng mà làm việc gì thì cũng bận rộn lung bu, mà cuối cùng hay bỏ việc, không có thành tựu, không có thành công dễ dàng, gặp nhiều sóng gió chông gai lắm. Lấy chồng được cái hay là lấy một người chồng rất là giàu có, rất là liều lĩnh, tiền bạc vững vàng lắm, nhưng cuối cuộc đời gặp nhiều sóng gió chông gai nha. Cuối cuộc đời gặp nhiều sóng gió gai, phần hậu vận là phần không thành tựu nha, sống chung chung mà thôi. Chúc may mắn. Xin cho biết năm tháng ngày già sanh của người kế tiếp ạ. Dạ, ngày 23 tháng 8 1992, nữ, lúc 8 giờ rưỡi sáng. 8:30 sáng, kính thưa quý vị, như tôi đã trình bày đó, thì cái tuần lễ này là tôi rất là vui, bởi vì những người gọi vào tự nhiên nói được ngày, tháng, năm, dương lịch của mình một cách rõ ràng và giờ sanh rõ ràng, khiến cho cái tâm trạng của tôi nó rất là vui. Khi mà vui vẻ như thế, cái lá số nó ra thì mình dễ giải thích và một cách rõ ràng và chính xác. Tôi xin phép trình bày của người nữ sinh vào ngày 23 tháng 8 năm 1992 và giờ Thìn. Người nữ này có mệnh Thái Âm đó. Thái Âm là người Thái Âm là cái người phải nói là đẹp, có sắc đẹp, giỏi, tháo vát hay lắm. Lấy chồng sau này cũng là cái người cũng là cái người khá, cuộc đời tương đối vững vàng. Cuối đời người này là cái người thành công giàu có, đẹp, thành công giàu có, vợ chồng con cái đầy đủ. Chỉ có một điều duy nhất là sinh con thì hơi khó khăn. Ít con nha, ít con, và đặc biệt là phải cẩn trọng đến cái giai đoạn từ 35 cho tới 45 là lúc mà tình cảm vợ chồng có tí xíu lạnh lùng trong đó nha. Nhưng mà cuộc đời này, cuối cùng cuộc đời là thành tựu, vợ chồng con cái đều giàu có thành công đến giờ cuối cùng. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài, xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.